Đây có hai bạn cổ vận động viên của Đông Á Thanh Hóa này, chào khán giả đi. Chào khán giả. Em hiện tại là sinh năm bao nhiêu? Em sinh 2010. 2010 là năm nay là 11 tuổi, là em đang tập cho U13 của Đông Á Thanh Hóa đúng không? Vâng. Em thi đấu ở vị trí nào? Em đá tiền vệ cánh. Đá tiền vệ cánh. Thế thần tượng của em ở đội tuyển Việt Nam là cầu thủ nào? Em không tự ai, em chỉ mong Bùi Tiến Dũng lên đội tuyển quốc gia. À, thần tượng của em là thủ môn Bùi Tiến Dũng đúng không? Vâng. Em là huyện, em ở huyện nào? Em huyện Ngọc Lặc ạ. Ngọc Lặc là cùng quê với Bùi Tiến Dũng. Vâng. Tuyệt vời luôn. Em biết hiện tại thì thủ môn Bùi Tiến Dũng đang thi đấu cho câu lạc bộ nào không? Là Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đúng rồi, đang thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Thì em có muốn gửi lời động viên hay là lời gửi gắm nào đến thủ môn Bùi Tiến Dũng không? Thì anh nghĩ là Bùi Tiến Dũng thì sẽ xem được video này. Chú Dũng là càng ngày càng tốt hơn để lên đội tuyển quốc gia. Bạn vừa mới có một lời chúc đến thủ môn Bùi Tiến Dũng là cố gắng tập luyện thật tốt để có thể quay trở lại với đội tuyển quốc gia. Và đội tuyển quốc gia thì luôn luôn mở rộng vòng tay để chào đón thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và Bùi Tiến Dũng là thủ môn người Thanh Hóa ở huyện Ngọc Lặc các bạn nhé. Em là ở Ngọc Lặc thì em là người dân tộc Kinh hay là người dân tộc thiểu số? Em dân tộc Mường. Em dân tộc Mường. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng là Mường đúng không? Vâng. Đúng rồi, thế lại vừa đồng hương lại cùng vừa cùng với Bùi Tiến Dũng. Em có gần nhà của thủ môn Bùi Tiến Dũng không? Có ạ. Thế hôm trước đợt 4 năm trước U23 Thường Châu thì em có đến với nhà của thủ môn Bùi Tiến Dũng không? Dạ, em có ạ. À, thế có được anh ấy chụp ảnh cùng hay là ký vào áo? Có. Úi giời tuyệt vời. Ký quả bóng. Úi giời tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn em và chúc em cố gắng thi đấu thật tốt nhá. Vâng.